Thông tin tang lễ của nghệ sĩ Vũ Linh. Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời vào ngày 5 tháng 3 vì bạo bệnh. Lễ tang của nghệ sĩ diễn ra vào ngày 6 tháng 3 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Việt thương tiếc trước sự ra đi của huyền thoại cải lương Vũ Linh. Ngày 5 tháng 3, soạn giả Hoàng Song Việt, đại diện gia đình thông báo về tang lễ của nghệ sĩ Vũ Linh. Hiện người thân của nghệ sĩ lo liệu lễ tang cho ông. Trao đổi với Dinh, nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu, chủ tịch Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, cho biết ban ái hữu nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng gia đình để tổ chức lễ tang cho nghệ sĩ Vũ Linh. Nghi thức tẩm liệm diễn ra vào tối cùng ngày tại nhà riêng của nghệ sĩ ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ nhập quan diễn ra vào 3 giờ ngày 6 tháng 3, động quan vào 11 giờ ngày 9 tháng 3. Sau đó, linh cữu của nghệ sĩ được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Sự ra đi của nghệ sĩ để lại thương tiếc trong lòng nhiều thế hệ nghệ sĩ, khán giả. Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ, vĩnh biệt anh Vũ Linh. Em luôn ngưỡng mộ anh và cảm thấy hãnh diện vì thời trẻ đã đôi lần được đóng vai người yêu của anh trong những vở cải lương. Mong anh siêu thoát và sẽ cận kề bên tổ nghề. Nghệ sĩ Hữu Châu cho biết thập niên 1990, thời hoàng kim của băng video cải lương, anh đóng chung với Vũ Linh nhiều vở tuồng. Có những lần quay ở xa, chiều tối có quá gian xe anh về Sài Gòn cho kịp giờ diễn. Anh vui tính, gần gũi, dễ thương. Về nơi phải về anh nhé. Cầu mong hương linh anh về cõi an lạc nhất, Hữu Châu chia sẻ trên trang cá nhân. Nghệ sĩ Thoại Mỹ nói sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh là mất mát lớn của ngành sân khấu cải lương. Vĩnh biệt người anh yêu nhất của em. Từ nay, anh chị em nghệ sĩ và người hâm mộ mất đi một nghệ sĩ tài hoa, một người anh cả của cải lương Hồ Quảng luôn tâm huyết và khao khát chỉ dạy nghề cho đàn em. Cháu, thực sự trong lòng em rất rối bời, có nhiều lời muốn nói nhưng không thể chia sẻ hết, nghệ sĩ Thoại Mỹ bày tỏ. Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958, là gương mặt đình đám một thời của sân khấu cải lương. Ông bộc lộ năng khiếu từ sớm. Từ năm 1988, Vũ Linh cộng tác với nhà hát cải lương Trần Hữu Trang 2. Vũ Linh từng kết hợp với nhiều nghệ sĩ nữ nổi tiếng của sân khấu cải lương như Phương Hồng Thủy, Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Thanh Hằng. Ông và Tài Linh được xem là đôi Thanh Mai, Trúc Mã, thể hiện nhiều tác phẩm như Sử Án Bàn Quý Phi, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ, Thái Tử Đang Giả Gái, Trảm Trịnh Ân. Những năm gần đây, do tuổi cao sức yếu, Vũ Linh không còn xuất hiện trên sân khấu biểu diễn,